Cắt cái chào đây rồi. Cái này ăn chào rồi. Cho sạch thôi. Trời ơi, sao cao gì uống ghê quá vậy. Đồ. Ướp nước đá quá trời luôn kìa. Cái gì vậy? Cái gì vậy mấy mẹ? Đồ bò. Cái đồ bò. Cái đồ bò vậy. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục dậy sớm thêm một lần nữa nha bạn. Thì hôm nay mình cũng đã bỏ quên cụ lụng nha bạn. Mình bỏ nó rảnh rang hôm nay quá nhiều rồi nha bạn. Hôm nay mình sẽ có một cái mạng tròn này dành cho lụng nha bạn. Bữa nay mình sẽ cho lụng nó lên bờ xuống ruộng nha. Đậu xanh hôm nay nó chơi mình cái bản mặt nó đẹp gái lắm. Bữa nay tới mình chơi lại nó nha bạn. Hôm nay nó rảnh rang quá lâu rồi. Bữa nay mình cho nó có công chuyện cái nha bạn. Hôm nay mình sẽ cho anh Lục cho thiệt là thốn nha bạn. Bây giờ các bạn đợi mình chút nha. Mình sẽ điện mình xin nhanh thằng Quy Phiên với cụ Đen cho hai nó hợp tác với mình để hốt tròn lụng cái cho lên bờ xuống ruộng đi bạn. Rồi các bạn đợi mình chút nha. Mình sẽ quay lại ngay nha bạn. Các bạn thì mình đã điện xin nhanh cụ Đen với Quy Phiên rồi nha bạn. Thì hai nó sẽ bắt tay với mình bữa nay cho anh Lục tới công chuyện bữa nha bạn. Thì mình sẽ dựng máy quay hơi xa một chút nha bạn. Để cho cụ Lùng nó khỏi phát hiện máy quay mình dựng đâu. Để đừng có bể vụ nha bạn. Thì bữa nay cái khung hình nó hơi xa và nó hơi xấu chút, các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay đây. Để khi nào mà cụ Lùng nó vô chạy thì mình sẽ ra và tiến hành cái màn tròn ngày hôm nay nha. Thì các bạn ơi, các bạn muốn biết cái màn tròn bữa nay nó như thế nào thì các bạn hãy theo dõi hết clip thì các bạn sẽ hiểu nha bạn. Chứ cái này mình nói cái nó mất đi cái phần hấp dẫn đặc trưng nha. Nhưng mình hứa với tất cả các bạn, cái màn tròn bữa nay mà thằng cu lùng nó không lên bờ xuống ruộng với mình mới sợ luôn. Không, bây giờ mình sẽ vô nhà nha bạn. Khi nào cu lùng nó vô thì mình sẽ ra nha bạn. Các bạn nói xem màn tròn của mình nha. Mà các bạn ơi, thì mình thì thức rất là sớm để tranh thủ tròn cu lùng. Các bạn tiếc gì với mình một like bạn. Các bạn hãy like clip này giúp mình nha. Thôi bây giờ mình sẽ vô nhà, các bạn nói xem màn tròn nha. Cô Lùng ơi, chạy không chạy mua mớ rau sống dưới ớt đi và làm thịt. Tối sao hôm qua sao không dặn luôn? Cái đậu xanh đã bạn tôi nó mới điện tôi cái sạc luôn, nó nói là vừa tôi nguyên cái đầu bò kìa. Rồi mình về mình làm đầu bò nướng. Giờ có chạy chứ ngồi cái đợp. Đã bất tử mà có biết được biết trước đâu dặn thấy thèm chứ hả? Dạ, mua cái gì? Mua rau sống dưới ớt. Mua cỡ 30.000 rau sống đi, với 20.000 ớt. 30.000 rau sống, 20.000 ớt. 20.000 ớt. Ừ. Ớt gì mua chi dữ vậy? Đã đầu bò bự mà ông thần á, đầu với à. Làm siêu cay mà. Không, sáng sớm thì ấy điện cho ông có đầu bò thì cái đầu xanh nó mới điện tôi cái sẹt tôi mới nghe hỏi sao đi ra đây nè, thấy thèm chứ hả? Trời. Tôi biết chỗ đâu, tôi biết chỗ kêu có mua rồi. Đi mua 30.000 rau sống là rau thơm, rau quế, rồi dắp cá, rau xà lách, cà chua với dưa leo luôn nha. 30.000 rau với 20.000 ớt phải không? Ờ ok. Trời ơi, đậu xanh lèm bèm dế trời. Mới lên được 5 phút đồng hồ nữa. Đã nữa mới điện tôi một cái sạc luôn đó, chứ tôi biết trước tôi dặn cốt rồi. Để đi mua mà ơi. Ừ. Chạy với cô lẹ lẹ đi vậy đang tôi lấy cái đầu bò về cái là nướng xiên tay đi. Ông nói ông chơi ông Lùng mà ông Lùng đâu?
đâu ngồi không thấy hả? Bây giờ cạnh ngoài đó. Ơi, ơi. Mày u lồn phải dính chửi tao cái đầu xanh á. Đi vậy luôn. Trên sao? Cái đầu xanh mày cái mày còn hối nữa. Đầu không mày. Thì như kế hoạch A phải không? Ok, đó. Các bạn quay lại bên kia nha. Đó. Bây giờ là các bạn ở đây. Tao sẽ đi chạy đi lấy đầu bò. Khi nào mà nó đi mua rau chú bớt vậy thì tụi bay y như cái mạch nãy giờ bạn nha, lấy đầu bò bự bự nha. Ok, tao lấy đầu bò xíu tao không lậu luôn. Trời ơi, đầu bò bự bự nha. Một cái là bự bự nha. Có luôn. Bây giờ đây y bay y như cái mạch nha, tao đi lấy đầu bò. Nói về tới là mày tới tắm nha. Ok ok. Tao chỗ này tao đi lấy đầu bò. Ok ok. Mày sao luôn cái mạng luôn. Là trời trời tới bến luôn. Trời hả lòng là gì? Vừa lòng há dạ. Trời ơi, chậu là lấy ra đầu bò về cái mình chậu lông bò. Nhổ lông bò. Ơi sao mà. Two thousand years later. Cái gì vậy? Ôi vậy lộn. Sáng sớm ông nậu ông xào ông kêu mua rau sống với ớt về nướng đậu bò gì kìa. Đấy rồi. Đậu gì vậy? Dạ tôi nè. Để tôi. Ông bên đi. Đấy. Ông bên đi. Để cho ông ngồi á. Không cần động móng tay gì chứ á. Ông bên đi. Tôi làm cho ngồi đi. Ngồi chơi đi thoải mái đi. Ớt gì mua 20,000 có nhiêu trời. Vì mua mắc chứ hả? Ừ. Ớt giờ này sao mắc em xìu á. Vô đây 30,000 nè. Rồi ngồi đi. Ủa, mình chơi thoải mái đây. Mình hết hai hả? Ờ thế. Không có thai sao làm? Ừ. Ông đi mua thai giùm đi. Lộn. Lộn. Ở đây tôi mua cho 3-4 ký lại là bò này chắc không ông nóc mới bự á. Ừ. Ủa sao? Nhí sáng không chịu dặn mua luôn lượt trời. Trời ơi, biết đó. Tại đây thấy hết hàng mấy ông kia. Đi mua gì một cái đi. Ừ. Bây giờ là cao chó. Mới về cái đợt mua, mới về cái đợt nãy thôi người ta điện mẹ đi. Ê, đâu lại đây luôn. Đi lụng. Đây nhà em lặt cao tiếp thôi ra chứ. Anh đi anh chạy đi mua đi. Thắng xe rồi đi. Đúng rồi. Rồi còn cái gì ông kêu mẹ đi nha. Chú mất rồi đâu. Mua đi, mới về cái đợp mua mới vô ngồi chưa kịp nóng đít nữa cái đi mua gao mua đi mới mua về xong đi mua than nữa. Đi mua đi. Mình có tinh thần được rồi. Xíu đi vẽ xíu đi là ấy hả? Có tinh thần vẽ xíu đi nha anh. Chơi vui vẻ nhiều nha. Chơi vui vẻ nha. Wow rồi. Thôi về còn xài ống thằng gì khoát nữa mới vui mặt không hầm rồi nhá bạn gặp tôi cũng quạo nữa thì nói mới vô kia ta đi mới vô ngồi chưa kịp đóng cái giọng nữa cái giọng giờ được cái nghe có mùi đít đây lặt mới thôi đây mới còn vậy chưa được chưa xong nha ừ vừa thôi để họ về kia ông lặt tiếp đi. Lạc phải không? Đúng rồi, lạc gạo là 5 triệu luôn á. Hơn điên bâu. Thôi đi mua thôi. Từ nè. Ngu quá. Đi quá đi. Hồi nãy kêu ổng đó đem cái đồ bự bự cái gì đó. Hình như cậu lóc. Vừa cho anh vừa có đồ ăn luôn. Đúng rồi. Ăn ông nội tôi chứ ăn cái thẹn cái gì á. Ăn cái tét đầu luôn quá. Trời ơi đó. Thôi. Đây là từ nè. Bỏ đây. Bỏ đi. Chút xíu nữa cái kia cũng không về cái nữa. Về thấy là ông gặp đống gào là ông không hết. Vậy nó giờ phải lập đống chứ xong. Ừ đúng rồi. Ngày xíu như vậy. Có người khai giặc luôn trời. Trời ơi, bữa nay mình lên chức luôn trời, quan chức tương tướng luôn. Ông là hẳn con xin rồi. Ông là không có câu gì. Cái miếng chè kìa. Chè? Ừ, vô ngồi nữa. Lặt nữa. Ôi, trong bữa nay là sợ hái dưới trời. Vô ngồi đi. Còn cả tí.
sâu. Ủa mua đâu nhanh vậy anh Lục? Vậy mua hàng đâu nhanh vậy? Mày chở với đâu mày? Một đồng ký đủ không đại? Đồng ký gì đó? Đủ không ta? Nó đủ mà. Ừ mệt. Mày chú mệt, tôi lặt gao nãy giờ mệt không? Trời ơi, trời, chạy tới chạy lui. Chút một không? Cố đi sáng sớm sai đi mua đồ, không chịu được tiền gì trên. Chút hỏi cái gì cũng đưa lại cho. Đi gà mất đẻ, thôi. Hồi sáng làm cái ai ăn trên đây làm kêu anh ăn. Ừ. Nướng đồ bò hả? Chết gì vậy? Mẹ rồi. Thiếu gì vậy? Mất thành thế rồi. Lại đi, trả lên. Để hả? Tôi lạnh cho, mất thành thế rồi. Mưa sao tới giùm luôn đi. Lộn đi mua sao tới giùm cái lộn. Tao nói hồi nãy trộn xộn coi đủ anh mua luôn mẹ lượt một đi. Anh hồi nãy tôi nói rồi mà. Lỡ rồi hả à, đâu biết đâu thế rồi. Chắc tôi muốn không ơi. Trời ơi trời. Mua sao tới giùm đi. Mua sao tới giùm cái đi. Cũng yên với máy bay thì chứ. Mua đại cỡ 5-6 hũ sao tới giùm đi. Mua cái đi, lẹ đi. Đã nãy tôi nói mày còn có đủ đồ chưa, ta đi được một. Chạy tới chạy lui hoài. Cảm ơn, cảm ơn. Có đủ chưa không? Đủ rồi. Có đủ không, nặng biết tao mua luôn lượt một đó. Đúng rồi, chắc là đủ rồi. Ừ. Được rồi. Rồi, chỉ còn thấy sạch tới rồi đó. Sạch tới rồi. Đi, anh 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 ủa mình gì nó lâu lắm vậy đi nhé. Đừng nhăn nữa đi, chứ đi. Xíu rồi nhẹ lạc cao cho. Lạc cao cực khổ dữ lắm không? Đặt mày tên cực khổ à? Lạc cao mệt chết luôn chứ. Lạc lâu luôn trời. Ông bảo ông với ông sẵn rồi. Tiếp làm đó ha. Ê một hồi ông để ông mua giờ xong để nè cái mình kêu ông lạc cao đi. Thôi mình lạc đi. Mình lạc luôn đi. Chị lạc luôn hả? Lạc mớ ôi chị ông mới về kêu lạc. Nha. Thôi thôi. Thôi đi thôi ông canh. Sao ông canh ông? Chơi. Ông chơi ông đứng mà đầu đường canh này kìa. Còn hạt xanh hai mình này. Trời trời. Ủa con cao mà nãy giờ hang bay lặt chưa xong nữa hả? Kỹ mà. Kỹ mà. Ủa anh đâu luôn. Anh đi mua nhanh vậy hả? Mày đồ lượng này chứ đâu. Mua tiền tao quá rồi đồ lượng nè. Anh đi xa xa tao mua chứ ai đâu mua gần à, nó mệt. Anh vô lặt tiếp chứ đừng có gần với ai. Có hai có mũ gao không lặt hai thằng lặt nãy giờ anh xong. Đây nè, anh đi xuống dưới anh gửi. Anh gửi nó trước đi, còn như đây em lặt á. Nè anh xuống dưới. Anh gửi luôn rồi. Thôi gửi đi. Gửi đi, gửi đi. Nhanh đi. Tao nghĩ mệt chút đi rồi. Thôi anh đi gửi cái đi. Em lặt rồi nè, em không sạch lặt không kịp đó. Nước cái thằng bò lâu lắm á. Đi xuống dưới lặt đi, gửi cái đi. Người ta lặt hết đi, người ta gửi luôn lần một. Ôi còn mấy cộng à, nó xin tới liền bây giờ đấy nè. Tình dưới hai thằng bay có ủ gao mà có bọc gao một xíu lặt nãy giờ cũng xong. Thôi lặt đi. Bây giờ em với đang nghĩ từ ngủ thôi tình thương luôn á. Coi có sâu không á. Biết là phải cực kỳ khổ mà. Tao thua hai thằng bay rồi đó. Nói thật xíu đi, chúc anh được ăn đồ bò. Ừ, ăn đồ bò ngon lắm. Đồ bò ngon lắm, từ đó giờ tao thấy chưa ăn đồ bò mà tao thấy cực trước rồi đó. Đúng rồi, ăn bò. Châu bò đâu, anh không nghe người ta nói cực như bò à? Châu bò. Châu bò đó, nãy giờ tao cực như bò rồi đó. Cực như ngon. Lại sạch, rửa sạch nha anh lộn. Cậu mới lặt lẹ lẹ đi, đặng đưa gửi luôn nữa ơi. Làm sao thầy cao này, kỹ. Nó ăn xong chưa cái gì, không có gì chắc không à. Ông làm gấp quá à, tôi làm được. Tao phải cái gì cũng từ tốn với nhau. Mày giống đàn bà quá, từ tốn mới chịu à. Nâng rứng. Nâng cứng hứng ngoài.
không có lặt đi ở đó nhảm hoài. Tao phải ngồi giờ giải trí với nhau. Trời ơi, cưng nhau, thương nhau cũng chết. Mày để đó, chú tao lên tao lặt luôn nha mày ơi. Ủa vậy hả? Dạ thôi anh lặt nè. Anh lặt giùm em luôn đi anh Lục. Ờ. Đây đặt hàng, anh lặt nha. Đó, anh lặt nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều cậu, cảm ơn nhiều luôn. Khoái khoái liền. Rồi mày đổi dẹp điêu nhau vậy đi. Đổi dẹp liền. Ô. Ủa trời, ở nhà ăn buổi trời không xong đâu đâu chưa biết cha. Ô. Sáng rồi thôi, cái thiếu cái gì kêu mua làm ổn đi. Cái đậu xanh nó chạy không kịp rồi đi lấy cái đậu bò gì không kịp nè. Ủa xanh đi đâu mà tới mưa mà sáng giờ mà ở nhà làm bao nhiêu gì không trời. Lấy nó xài tôi đi gì vậy cho chóng vậy đó. Vậy hết mua cái này hết mua cái kia. Đậu xanh là sáng rồi tôi không có ở đâu đâu chạy gần chết luôn cái thèm gì hả. Bữa ra đậu bò nay cũng siêu to không đâu à. Nè cũng cũng giữa đậu bò luôn có. Anh Lùng lên gửi giùm em nha anh Lùng. Xanh thiệt tình nha. Bữa cao cho tay còn 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 nốt rau là anh lặn luôn nha. Mấy bay ở nhà khỏe còn tao hả, chạy đồng sông sông nắng tự cũng chết luôn á. Tội chứ mua mua lần một mẹ đi thiếu gì. Đi đi em lặt cho anh ơi. Đủ đồ chưa? Em nhau lặt cho. Mua đủ đồ đủ đồ chưa? Hình như còn thiếu nước mắm á. Thiếu gì nữa? Nước mắm. Đi mua nữa. Đặt từ từ nước mắm à. Đi vô nhà lấy rồi mày. Sao cái thèm. Rồi thiếu cái gì tao mua đi mua lần một luôn á. Cái gì mà 20.000 ớt có mấy trái không nổi. Bởi vậy, đàn ông đi chợ, đàn bà nó chém chết. 30.000 rau như đó hả? Ừ. Trời ơi, nó kẹp vậy. Đàn ông, đàn ăn cái nè. Còn cái nè. Còn mua như tiền nhớ nha, để chiều này có gì tổng quá quá, tôi trả lại cho thằng một cho từ sáng giờ, chạy luôn buôn quên luôn tiền, có phấn thèm nha. Trời ơi, đi làm mẹ đi không chịu đưa tiền luôn, lỡ tôi không có tiền rồi sao? Cái đầu xanh mày giàu có ý bà, mày sao không nữa. Giàu có à. Đưa tiền, cái bạn ra bắt ở lại luôn à. Làm chồng luôn. Giàu có mà đẹp bèm nữa. Rửa rửa ra đây, rửa luôn tàu bò nha, tôi chạy ngàn nó tắt ra, trời ơi. Đang biết thèm chứ, đã nói dồ dặn tranh thủ đi, để làm tàu bò nước siêu cay mà lâu cái má chứ. Biết người ta biết cái món gì nêm nếm, người ta là dặn mua làm ổn đi. Vậy là ớt cũng chạy cái lần. Giờ ớt không đủ không? Làm có ghép thì bao nhiêu có, nhiều làm nhiều đậu ớt sạch thì cần trời. Không có, ông Lùng đi mua ớt nữa đi ông Lùng. Ôi rồi chồng đi, không đủ rồi mày đi mua luôn á. Thôi vô lấy nước mắm, mày rửa tàu bò sạch sạch nha. Rồi bỏ mày bỏ hai lô tay ra mà lấy cước ghé luôn nha. Hồi anh nóng sôi nha, anh Lùng anh chụm vô nè. Ồ chụm cái nó luôn. Còn hai bay ngồi đó măng măng cái miếng dao đó hoài cho tao đi. Bởi vậy không? Mua chi cho ít hết rồi. Cái dao cắt cái kẹo đấy đâu rồi. Cái này ai dao rồi. Rửa cho sạch thôi. Đây đây đây. Rửa cho kỹ kỹ nha. Nè. Có trời ơi sao mà còn dơ với anh Lục. Nói thiệt anh mà có dơ là anh tính dơ à. Không mà có mấy cái này. Trời ơi sao cao gì cũng muốn ghê quá vậy. Đồ. Mà ướp nước đá quá trời luôn kìa. Cái gì vậy mấy mẹ. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Dạ mấy mẹ. Dạ mấy mẹ. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Gì vậy? Cái đầu bò. Cái đầu bự vậy. Trả lời. Dạ. Trả. Ôi. Ông Trâm ơi! Đồ bò này kỳ không phải không? Trâm! Cái này cái gì? Cái đồ bò này mà kỳ không nổi? Ông Lụng kêu nè! Ủa? Ông lấy cái đồ bò kêu rồi sao nó thành ra cái này? Quầy ra ông Trâm đi trời chưa kịp lấy cái bóng nữa, cái thèm vậy? Cái đồ bò đó, cái này là cái gì? Cái gì nữa? Ủa? Đồ bò mà ông Trâm? Cái đầu xanh lên thì đồ bò á! Đầu xanh lên thì đồ bò á! Trời ơi! Thôi, tụi nay có đồ ăn,
rồi nó đem đậu bò cũng sạch á. Hồi sáng giờ quay trong trống gì đó. Cái đậu xanh này đậu bò thì rửa sạch đi rồi nó nướng ăn. Nè. Đặt ông tôi nướng à, ông nướng không ăn mà đâu đi. Nấu nước sôi đi trụng á rồi đậu, đem nướng ăn. Có một tôi nấu nước sôi tôi trụng không vô quá thì khó. Thôi luôn đó rồi, nước sôi đâu vậy đâu. Nước sôi tao bày cái món ngon. Để đi đụng. Nước sôi đâu. Đưa cái đậu bò đó làm ăn mới chịu à. Chỉ cho đồ ăn không ăn. Ăn cái đầu ông luôn. Cái đậu xanh này sao này, kêu về này đi mua rau đồ về làm cái món đậu bò nướng, cái đậu bò còn gì nữa trời. Thua. Hai đầu mày đòi ăn cái món đậu mày nướng. Thua. Hồi tôi nướng ông ăn, tôi ăn luôn. Đi đâu hả? Thua. Còn món không sao? Đậu xanh nó mới chạy cậu mới mở cửa ông mày ghét là ông sụm chân tưởng nó gì tới rồi. Thì đậu bò nè. Nướng đậu bò thiệt cái gì? Đi rửa nó trời. Tính mua này mua họ mua nọ chạy hai ba lần. Cái đậu xanh cái đầu bò thiệt, cái đầu bò gì chơi, cái đầu bò cái gì? Đặt than đi nướng ăn đường ăn. Đặt than đi nướng. Đậu xanh cái đầu bò vậy mà không chịu. Đầu bò ngon chết, đầu bò nó đen thui, có gái vậy nè. Anh Lùng, trụng sạch đi anh Lùng. Rồi, được bán cái gì hả? Nấu sôi trụng cái này tay. Rồi. Gì vậy? Gì vậy? Con lại hai ba. Gì vậy? Gì nữa trời? Chơi nữa. Chơi thèm nha. Đầu bò cái ba vậy đây mà không chịu nướng. Trời ơi. Không xuống á. Có cái gì bắt tôi? Cái đầu không xuống á. Sức đầu luôn rồi. Ôi mẻ đầu luôn rồi ông nội ơi. Bể đầu luôn. Sức đầu mẻ chán luôn rồi. Đậu xanh đầu bò nó có hai sừng nè. Hai xúc bắp, hai sừng nữa gì nữa. Còn cái này gì? Cái này để rồi đó nướng xong chắc này bỏ lại móng giò. Không có đầu không móng giò nó. Không á có. Thôi. Xanh đập than đi tôi đi vô tôi hoài. Đi chơi không đi hoài. Thôi vậy à, có không rửa ai là không chủ sôi tôi chủng cho cúp đập than đi rồi nữa nè. Đây. Này rửa đi, vậy đi rửa đi. Ê, ê. Trời ơi, coi đầu bò. Xanh đầu bò ta đem làm nước xiêm cây mà đẩy cái tay mà dục cái chân trời. Trời ơi, dục trời ngon vậy. Mày quay cho tao đi, mày quay hoài. Ơi, con chạy nhanh mua trên cái mắm này. Ừ, đi mua cho mấy. Ở đây mình lấy đầu bò khác. Ơ, con đủ rồi đi mua hết luôn. Ờ, mua cho đủ lắm hết rồi, tôi chạy đi lấy đầu bò cái nữa gì đâu. Rau không thiếu. Rau có đầu bò đi, tôi mua. Ê, rau không còn. Đi mua còn đi. Trời ơi, dục đầu bò, lụm đầu bò đi, rửa nấu ăn rồi. Mở rồi. Thèm chứ hả? Rồi mua than gì làm gì? Mua than này đi dạy nướng không được ăn. Nướng, ai kêu mua than? Tôi kêu có mua rau, ai kêu mua than làm gì? Ôi, bị hâm bát chơi nữa. Trời đậu. Trời gì? Có chơi đâu trời. Sáng nó làm giống thật là đầu bò nướng mà. Ôi, mày rõ ràng là sáng là mà các bạn buồn ghê luôn. Nó vô tới, rồi mình kêu nó đi mua rau về làm đầu bò nướng. Thì mình đem đầu bò về một hai đông chịu nướng. Ủa, xanh thiệt chứ. Cái đầu bò cho mái nha bạn. Cái đầu bò. Thì đầu bò mình nói đầu bò mà mình quên nói thằng Lùng là cái đầu bò sẽ bay thôi. Chứ có gì đâu. Lạnh dễ luôn á. Tôi sợ hư luôn, còn kêu bạn tôi bảo quản cái thước đá rồi đó. Thôi nữa. Bị chơi nữa. Trời ơi, cái thèm chứ hả? Đi đâu hả ông nội? Ông nội thật hả? Cái gì ghê ông nội? Cái gì? Cái gì ghê đây ta? Em đi mua đầu bò khác vô làm nơi. Trời ơi, gì ghê ông nội? Chạy ngoài tôi mua đầu bò khác. Gì? Đi mua đầu bò khác làm. Thì vô rồi sẵn rồi, vô rửa rau cái bộng đi, hồi nó quỳ vậy. Ờ, không sao, đi mua cái khác đi không sao. Đi đi. Không sẵn rồi đi mua làm nếu là ông thật luôn ta. Bây giờ ông trụng tôi ăn cái đậu xanh mà tôi trụng mới chịu à. Tôi vậy đó. Vô rửa dao đi. Mệt rồi. Nó mày ăn. Mệt rồi giờ muốn nằm mà chứ không có. Ông sao? Mày ca tao nằm mới chịu à. Muốn nằm kêu sao? Thôi cái người nằm. Thèm. Cái đầu. Đậu xanh á. Bây giờ chạy tới chạy luôn là quê hả? Mà chạy có mệt không? Sao mệt? Tay mệt chưa? Đâu ông chạy có mệt không? Tay mệt gì đâu? Đâu ông tính không mệt à? Mẹ tao có mệt không? Có đi đâu mệt? Đậu xanh đi lấy đồ bò không dám lấy chịu à. Thả nó xuống đi ông nội. À các bạn ơi. Thì hôm nay mình chỉ cho là cô Lùng nướng đồ bò thôi mà. Đậu xanh nó có đồ bò mà dám chịu nướng. Đồ bò thiệt quang đang quang mà. Vậy hồi tao nướng mày đừng ăn nha. Ừ. Ừ. Chịu à. Làm gì vậy? Ông nướng tôi không ăn. Hip hop. Mày ấy Weeboy gì vậy? Hip hop never die. Ở trong thì màn cho hôm nay mình chỉ cho anh cu lùn thôi nha bạn. Chứ thật sự là có đầu bò đâu nướng, đậu xanh đầu bò nó thèm. Từ khi mà mình làm YouTube giờ mình chưa giờ mà mua cái đầu bò gì mình nướng hay làm gì luôn, có đầu bò. Nướng cái đầu ông ấy. Mình làm mình đã làm sao? Cái đầu bò lạnh quá ông thôi. Hôm nay tao ở không lâu rồi. Bởi vậy bữa nay cho có một chuyện tôi đậu. Tao biết mùi cho anh rồi. Tao một chuyện đó. Đậu xanh mày hỏi mày trả thù tao bông ngứa mặt mày quế mà. Mặt mày nè. Vui lắm hả? Cười cười cười. Cười bá chí kìa. Cười sao hỏi mày cho anh tao cái mặt nè. Các bạn ơi. Không cho mình cho anh mình ngứa tụt quần. Cái này mình cho hả mày hay mà. Lên. Đậu xanh mặt hết mà. Ok. Ok. Nè cậu đồ bò đi nướng đi.
thôi. Ủa, gì hết? Ok, đúng không? Có ba có lại, ok. Đúng rồi. Vậy thôi sao giờ? Léo dặn. Không léo dặn. Léo làm gì tao? Không léo mà làm gì tao thiệt vậy? Tả lại cái đầu bò nó thiệt chứ nè, đầu bò. Ôi chưa nấu đồ bò ăn thôi. Đó cậu Long. Cái đầu bò hầm có 365 năm chưa mềm lấy dán thiệt chứ. Cô cậu Long. Nói chung thì clip ngày hôm nay mình chỉ cho anh cu lùn nhẹ nhẹ cho nó biết cái mùi vị bị cho nó như thế nào, mà chứ cho nó không lâu quá rồi nó buồn thiệt chứ. Thôi bây giờ mình tắt clip rồi nha. Rồi chồng mình rửa rau mình nấu mì cho nó ăn nha bạn. Chắc sự có đầu bò đó bạn ăn thích thèm chứ. Chào các bạn ơi.